bạn nào còn đánh son kiểu quẹt vào đường hàng bạn như này thì bỏ ngay đi nhá. Đây sẽ là cách đánh son siêu xinh, siêu dễ, cần mọi loại son. Môi nó không có lỗi, son thì lại càng không. Lỗi là ở người đánh son. Đang là thu đông đúng không? Thì nên chọn những màu sắc trầm. Ví dụ điển hình luôn, 026, kể cả đánh nhạt một lớp hay đậm như này thì cũng đều xinh, khẳng định luôn. Riêng cái màu đỏ nâu này sẽ hợp với mọi tông da. Đầu tiên là phủ một lớp cushion lên môi, không có quan trọng, nhờ môi thông có thể phủ thôi. Thì trông nó hơi ốm đau bệnh tật tí, nhưng mà không sao, sắp sinh rồi. Nhớ cho mình nhá, là có 6 điểm mắt sáng trên môi. Đây, 1 này, 2, 3, 4, 5 với 6 sẽ liền nhau. Ok rồi, cọ cọ thì dùng cọ, còn không thì dùng tăm bông cũng được. À, tạo ra. Mình cứ đợi thường mình chỉ nói. Cái mấu môi ở đây nó rất quan trọng, tạo mô hình trái tim, nên là cố gắng tán thật đều tay vào. Thành quả đây nhá, đánh son kiểu một quẹt và đánh son kiểu có đầu tư, nó khác biệt hoàn toàn. Xếp môi xinh hơn này, có khóe cười, môi cũng cong hơn luôn. Các bác thử đi, một phát thôi, ghiền liền.